chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mắt thật kỳ xa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hay đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cứ to, xem phim shopping, cuộc sống luôn cần bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng chơi đó đây, ngày ngần chia xa lại không thương. Bận đi con trai thì có. Nè, hai chúc mừng của tôi đâu? Này, tôi nè, tôi là bông hoa xinh đẹp rạng rỡ nhất để tặng cho bà. Thật ghê. Ê, thôi, chụp hình selfie đi nè. Ừ. Ê, vô đây nè, vô đây nè. Đây được á? Ờ, ở đây được nè. Bên này nữa. Ừ. Coi hình coi. Đúng hả? Giờ này mà có Linh ở đây á, chắc là tụi mình quẩy bánh nóng luôn á. Ê, không bao giờ được nhắc tới nhỏ phản bội đó nha. Ủa, đi du học một cái hay là mất tâm mất tích không biết liên lạc đến cho ai hết trơn á. Tôi không bao giờ muốn nhắc đến cái nhỏ nữa hết á. Ủa, đến giờ mà vẫn không biết được cho nó luôn á hả? Ủa, nó đi du học được á, ý là nhờ ai? Nhờ tụi mình. Vậy mà không bao giờ nhớ đến tụi mình, đi là không nói tiếng nào luôn. Tôi mà gặp được nó hả, đập cho nó một phát chưa đó mà nói. Bà muốn đập tôi thiệt á hả? Chứ sao nữa? Mà sao mà biết tôi tốt nghiệp hả? Rồi ý dạo này ốm đi á nha, ốm hơn bà Yến luôn á. Ờ, tụi tôi nhớ bà quá. Trời ơi, ốm được. Nè, đập đi. Mà nè, đó giờ á, tôi có mặt hơn bà Yến bao giờ đâu hả? À, thì vui quá thôi, lố thôi. Ở bên đó, tôi nghe hai bà nói về tôi, tôi lung tung nổ tay, tôi phải bay về nè. Chúc mừng bà làm sư tương lai. Hoàng Dương hả? Cảm ơn bà nha, bà còn nhớ luôn hả? Làm sao mà tôi quên được con nhỏ này? Bà, bây giờ bà Yến nổi tiếng như vậy hả? Nổi tiếng ế xô đó bà. Mấy đứa này, mai mốt tên chữ ký, chị cũng không cho em nha. Ủa? Ảo tưởng sức mạnh. Ê bà, nhìn coi.
chị đứng lại. Ba chị mà chạy nữa tôi sẽ cho cả cái trường này biết quá khứ kinh khủng của ba người đó. Đừng. Ba chị trốn đi đâu mà em tìm hoài không thấy. Hả? Chị Ấp à, em cũng biết là ba chị rất là thương em. Nên là cũng làm vậy với tụi chị nha. Em ngá bánh bao rồi. Thằng nhóc kìa, lâu lắm rồi chưa được chị dạy cho một trận là không biết điều đúng không? Hả? Tiếp yêu đuối ngày xưa đã chết rồi. Tiếp, không lẽ em không nể tình chị sao? Chị Linh. Sao trốn anh vậy? Hả? Anh biết là hôm nay tốt nghiệp của em, chắc chắn là ba tụi em sẽ xuất hiện. Nè, chơi tại sao lại trốn hả? Có nợ thì phải trả chứ. Mấy đứa mà trốn ở trên trời anh cũng có sẽ tìm ra thôi. Tiếp. Vào đây với anh. Anh Hải. Ai cho cậu đụng? Tới Linh. Hả? Ai cho đứng ngực Linh? Ai làm gì chị Linh là của anh vậy? Chị Linh là của tôi. Của anh? Tôi chỉ thuê cậu để đi theo dõi con Kim thôi nha. Linh là của tôi. Ai kêu cậu cua đâu? Hả? Lấy tiền. Đi về! Ngày xưa là ngày xưa, còn bây giờ là khác. Tiếp bây giờ nổi tiếng rồi. Cái gì mà Tiếp muốn là phải được. Chị Linh là của tôi. Của anh? Của tôi. À, thôi đi! Tôi có phải là món hàng đâu mà hai người giành tôi dữ vậy? Ông anh, đánh thì đánh đi, làm cái gì giành con qua lại vậy? Chị Linh là của tôi. Chị Linh là của tôi. Chạy rồi, chạy rồi kìa. Chị Linh. Trên đời này, mọi sự diễn ra đều do sự sắp đặt của ông trời. Và có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi cũng vậy. Con người ta bắt đầu tuyệt vọng và bế tắc với cánh cửa của cuộc đời, cũng là lúc cánh cửa khác sẽ mở ra. U ám hay tươi sáng là do bản thân lựa chọn, và chúng ta chỉ có một con đường duy nhất: ở mãi trong bóng tối hay mạnh mẽ thoát ra. Nếu không có họ, những người bạn thật sự, có lẽ tôi vẫn còn mãi mê trong thế giới u tối của chính mình. Và người đầu tiên tôi gặp là cô nàng đóng đảnh tên Yến. Ủa bác sĩ, có ai kiếm tôi? Cô nói là tôi không có đèn nghe chưa? Có chết không được nói đó. Có hiểu gì ta? Bác sĩ, tôi kêu cô đánh lạc hướng của nó. Kêu tôi làm cái gì? Không phải, còn lộ chân kìa. Anh Phú! Anh Phú, anh đâu rồi anh Phú? À, chắc chị lộn rồi đó. Ở đây đâu có bác sĩ nào tên Phú đâu. Cô, tôi đứng ở ngoài, tôi canh me nãy giờ, tôi thấy anh chạy vô trong đây nè. Chị nhìn nhầm rồi. Anh Phú, anh đâu rồi?
ở đây đâu có bác sĩ nào tên Phú đâu, toàn bác sĩ nữ không à. Chị ơi, ở đây chỉ có bác sĩ nữ khám rồi hả? Đúng rồi chị, để em đi đăng ký cho chị đó chị. Chị nghèo quá gì mà hả, đàn bà con gái vô tìm bác sĩ dữ người ta. Ngoan. Đừng dê sao mà sắc đục, đừng quá sợ. Tôi làm cái gì vậy? Anh thì ra là anh trốn ở đây rồi. Sao bao nhiêu chuyện anh làm với tôi mà giờ anh còn trốn đây rồi? Yên à, em bình tĩnh. Anh nói chuyện với tôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô phải bình tĩnh. Đừng biến thái. Trời ơi, em không ngờ bác sĩ là người như vậy. Cô này bác sĩ quốc người chứ không, còn cô này bác sĩ cũng, bác sĩ đúng với đầu tôi. Cô, anh thật không nói được. Cô, trời ơi, tôi bị quen mà. Em xin lỗi bác sĩ, để em chùm đá cho anh. Tôi không cần. Cô vô làm việc đi. Cảm ơn cô y tá tốt bụng. Để em thôi. Hai cô càng không. Anh Phú, anh cũng biết em là diễn viên, em quan trọng nhất là nhan sắc. Mà em nghe lời anh á, về nhà mua thuốc tránh thai hàng ngày uống để bảo vệ nhan sắc. Nhưng mà mặt em nở mụn quá trời luôn nè. Anh phải chịu trách nhiệm cho em. Cô này, tôi nói rồi, tôi chịu trách nhiệm thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô làm như cứ vô đây cô la làng lên đó, rồi mọi người hiểu lầm tôi, rồi mặt mũi đó tôi nhìn bệnh nhân của tôi nữa. Ha, cô cười cái gì? Tôi nói cô đó, tôi nhớ không lầm là tôi chưa từng khám bệnh cho cô lần nào, cũng chưa gây thù chuốc oán gì với cô. Vậy mà cô là cái người vô phòng tôi la lớn nhất ha, cô cũng là người tát tôi mạnh tay nhất. Cô nói cô là ai? Thì tôi tưởng là trong phòng khám nó chỉ có toàn bác sĩ nữ thôi, tôi đâu có biết. Cô chưa từng biết bác sĩ phụ khoa là nam giới hả? Tôi không biết trong đầu hai cô đang nghĩ cái gì luôn á. Thôi, lỡ tới đây rồi, vô cởi đồ ra, lên giường nằm đi. Trời ơi, cái gì anh Phú? Chưa gì mà bắt người ta. Cái gì vậy? Trời ơi, phải cởi đồ thay đồ bệnh nhân ra thì tôi mới khám được, thưa hai quý cô. Ha, bà nghe không? Vô thay đồ đi kìa. Không, không được. Cái bà này ngộ nha, đi vô đây khám phụ khoa mà không chịu thay đồ, sao người ta khám? Không, tôi đã nói là mấy người đừng có hòng mà đụng với người tôi. Không sao đâu, ai vô đây cũng phải vậy hết á, cứ thư giãn, bình tĩnh thôi. Tôi đã nói là không, tôi căm ghét đàn ông. Đàn ông là một lũ háo sắc em như nhau vậy á. Cô... Thôi, đứng đi. Không phải đàn ông nào cũng xấu xa như nhau đâu. Bác sĩ Phú á, tuy là có hơi cọc cằn vậy thôi, nhưng mà là một người rất là có chuyên môn. Bà phải tin tưởng, đúng không? Bà cứ vô thay đồ đi, rồi bác sĩ sẽ xem xét cho bà. À, nếu mà bà sợ thì để tôi vô khám chung với bà. Thiệt hả? Cuộc đời tôi thay đổi từ khi mà tôi gặp cha họa sĩ đó đó. Cha trả lụa. Xin lỗi bà, trước giờ ý này không bao giờ chửi thề như vậy, nhưng mà hôm nay tôi phải chửi. Ơi, mà mấy bữa nữa có kết quả rồi đó, nhớ lên lấy nha. Mình bẻ lên. Cái thằng cha họa sĩ body painting gì á, hiếp bà đó, thế nào sau này cũng bị có người thiến lại cho coi. Mà bà đó, quan trọng á là bà phải sống mạnh mẽ lên, hiểu không?
Tôi biết vậy. Nhưng mà tôi cũng sợ lắm bà. Giờ tôi cũng không biết phải sống sao hết á. Lỡ ba mẹ tôi mà biết á là chết luôn á. Bà không nói ai mà biết. Cũng giống như tôi vậy nè. Mấy lần tôi đi xin vai đó, mấy anh trai đạo diễn dê sờm đòi tim tôi hoài, mà tôi có nói ai nghe đâu. Thiệt hả? Thiệt. Bởi vậy thôi tốt nhất đừng nói. Mà cái thằng cha họa sĩ body painting gì của bà đó xấu xa đê tiện, phải đi kiện cho nó ở tù một gông luôn. À đúng rồi, tôi sẽ đi kiện. Ê ê tôi đi với bà đi. Ê mà khoan hả? Lỡ như mà kiện á, hai người sẽ nổi tiếng. Mà nổi tiếng á thì áp lực lắm. Giống như tôi nè, tôi cũng sắp nổi tiếng rồi, cho nên là tôi hiểu. Áp lực lắm. Thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Thôi khỏi kiện đi. Cái gì kỳ vậy? Bà mới là người xuống tôi đi kiện mà. Mà tôi nghĩ lại rồi, lỡ như mà đi kiện á, một mình bà nổi tiếng á thì không có sao, nhưng mà cái tên họa sĩ đó mà nổi tiếng á thì có lợi cho hắn quá. Mà không được, không thể để cái tên xấu xa như vậy ở ngoài vòng pháp luật được. Không được, phải đi kiện. Đúng rồi. Ê mà không được hả? Không, không được. Bà sao vậy? Rồi bây giờ rốt cuộc là tôi nên đi kiện hay không? Lỡ ba mẹ bà mà biết á, ba mẹ thấy hình ảnh của bà với nó trên báo như vậy, ba mẹ bà sẽ đau lòng lắm đó. Thôi tốt nhất không nên kiện. Không nên kiện. Thôi ở đây nha, tôi về đây. Sau cùng, tôi không biết nên làm thế nào với tư cách tư vấn nửa khùng nửa tỉnh của cô ấy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy thân quen tin tưởng đến lạ kỳ. Ủa? Mình nếu có người theo dõi mình thì phải... mà mình chưa nổi tiếng mà. Không lẽ lại là đám paparazzi biến thái ở trong phim? Bà dựng lên chuyện này. Vậy mà tôi còn thương cảm bà, tính kế cho bà đi kiện cái thằng cha họa sĩ biến thái nữa chứ. Không thể tin được mà. Không phải. Tôi không có chỗ nào để đi hết trơn á. Mà tôi thấy bạn vừa xinh đẹp nè, nghĩa khí nè, chắc bạn là người tốt đúng không? Tất nhiên rồi. Bạn cho tôi ở nhờ được không? Gì? Hả? Không đi nào. Giúp tôi với, tôi không có chỗ nào.
cũng có vẻ như là người thật thà. Kệ đi, thân thiết gì đâu mà quan tâm. Tại sao bà lại ở đây? Em gái, tại sao em lại đuổi khách của anh? Cái gì? Anh là khách chọn của anh. Em lại đây. Đây, đây là khách thuê nhà trọ của anh. Anh, tại vì tôi cần thuê nhà trọ mà thấy ở đây đăng thông tin cho nên. Anh Sơn, không phải anh nói với em á là chỉ có một mình em mới được thuê ở đây thôi hả? Nè, đây là biệt thự của anh, anh muốn cho ai thuê đó là quyền của anh. Bây giờ em ý kiến đúng không? Đóng cho anh 2 tháng tiền nhà đi. Đừng có thấy anh thương mà muốn leo lên đầu anh ngồi hả? Em. Dạ. Phòng của em ở trên lầu á. Có toilet liền luôn đó. Dạ. Từ nay có chuyện gì á, gọi cho anh. Nếu mà em muốn phục vụ cái gì á, cũng gọi cho anh luôn nha. Anh Sơn, sao mấy lần em kêu anh qua phục vụ cho em nửa đêm anh không qua? Thôi, nhớ gọi cho anh nha. Anh Sơn, anh Sơn. Mày đâu vậy? Gì? Tôi không cho bà ở đây. Bà ở đây rồi bà quyến rũ anh xấu tôi sao? Không, tôi hứa với bà, tôi sẽ không bao giờ quyến rũ anh ta. Thậm chí là còn chỉ cho bà cách để cưa được anh ta. Thì không. Nhưng mà không được, tôi mới ở chung với người lạ. Thôi bà đi đi, bà đi đi, mẹ đi đi. Bây giờ tôi không có chỗ nào ở đó, mà đi thì tôi mất 3 tháng tiền cọc lận đó. Cái gì? 3 tháng? 3 tháng tiền nhà. Bà đóng bao nhiêu? 2 triệu một tháng. 2 triệu một tháng? Thằng cha này dám lấy của mình 3 triệu. Bà làm sao mà được giảm giá hay vậy? Thực ra thì hãy chạy theo những ước mơ vì ta chỉ có một lần để sống, mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay, một mình dòng trời đó đây. Ngày ngần chia xa lại không.